cho anh em thưởng thức đặc sản. Ôi giời, ông lại quên hung bật đèn này. Đặc sản tắc đường ở Hà Nội nhá. Đây, hôm nay tôi đi từ trong phố ra. À, kinh khủng luôn. Bình thường tôi chả đi đường này cái giờ này bao giờ. Đấy, và đặc biệt là từ ở trong phố ra. Đấy, thường thì là các cái công ty, những người mà người ta lên phố người ta làm việc, bây giờ người ta ra ngoại ô hoặc là ra cái vòng xung quanh để mà về nhà, thì thường là cái chiều ra này và buổi tối thì sẽ tắc, tức là buổi chiều. Bây giờ là 5:59, 6 giờ. Đấy, còn cái chiều ngược lại thì lại vắng hơn. Đấy, chiều ngược lại, chiều đi vào trung tâm thì lại vắng hơn. Đấy, thường là thế. Còn buổi sáng ra thì lại đường từ ngoài này vào rất là đông. Chiều thì ngược lại. Cho nên là đấy, nhìn này. Đấy, một bên thì vắng, một bên thì đông. Lúc nãy trên cái cầu nhìn xuống mới khủng khiếp. Lát nữa sẽ lên cái cầu ở ngã tư Sở cho mọi người xuống, mọi người xem. Đây là đường Tây Sơn nhá. Rồi. Đấy, cho anh em thấy, anh em đặc biệt là những anh em ở ngoại thành, ngoại ô. Để, ngoại thành thì ở các tỉnh để xem là đặc sản Hà Nội nó như thế nào. Đi nó khổ lắm anh em ạ. Đấy, xe ô tô thì đi với tốc độ 1-2 km/h thôi. 10 km/h thôi. Đấy, chứ còn ghi lên 265-260 km/h làm cái gì. Đấy, tôi chỉ ước rằng là có cái chế độ gọi là lái, nếu như các nhà phát triển xe, giả sử tôi ở VinFast thì tôi sẽ có nghiên cứu một cái giải pháp là lái tự động ở những cái trạng thái từ tốc độ khoảng độ 10 km, từ 0 cho đến 10 km/h, 15 km/h. Đấy, để chế độ lái tự động thì đỡ phải đạp ga, đạp viết các thứ mệt. Giờ này đi thì xăng thì coi như ngốn thì phải 20 lít trên 100. Đấy, đấy. Rồi, qua được đoạn này một tí. Đấy, bên kia vẫn thoáng đúng không? Đấy. Đấy, giải pháp thứ nhất là giải pháp về lái tự động nhá. Lái tự động, sao nào? Kịp đèn đỏ, kịp rồi. Đấy, bác giao thông đang phẩy kịp rồi, 8 giây. Cố gắng lên. Đấy, cố gắng lên. Ok, rồi. Đi qua rồi. Quá sợ, người toán người là người. Đây là người nha anh em nhá, không phải kiến đâu. Đấy, kinh lắm, sợ lắm. Úi dục, ông này ngoách lên rồi. Hở ra cái ông ngách cái ngay. Đấy, đi xe thành phố đây. Anh em xem xe thành phố nó như thế này. Đấy, tí nữa lên tầng lên tí nữa lên đỉnh cầu thì xuống thì cho anh em xem. Thì nhìn nó tắc đường nó mới khủng khiếp. Đi sau cái xe to này, nó cũng cản trở tầm nhìn cho anh em nhỉ. Đấy, ông Fortuna này, Fortuner to. Đấy, Hà Nội không vội được đâu. Hà Nội là không vội được đâu anh em ạ. Đấy, bây giờ là đi đến ngã tư Sở nhá, ngã tư Khổ, tôi hay gọi là ngã tư Khổ, ngã tư Sở. Ngã tư Khổ này cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng độ 6 cây, 6 km hoặc 5 km gì đó. Đấy. Đấy. Rồi bám đít ông này. Đấy, ông trắng này đang định chèn đầu này. Đấy. Ông này cho ông chèn đầu đấy. Có cho lên không? Thôi cho lên nhá. Cho lên. Cho chèn. Xe mình to thì mình lên mình đè cho phát thì thấy ngay, nhưng mà thôi. Nhường xe đường là phải đường đông thì phải nhường nhịn nhau thôi. Cố gắng kiềm chế, rèn luyện tính kiên nhẫn. Rồi bây giờ lên cái đỉnh dốc này xong rồi xuống rồi nhá, mọi người sẽ nhìn nhá. Đấy, như đoạn này như này là ngon đấy, như này là ngon đấy, tại vì chỗ ngã tư Khổ này là tắc khủng khiếp này, bên kia vẫn thoáng đấy, thấy không? Rất nhiều người quên bật đèn. Bọn cảnh sát giao thông thấy nó bắt chết. Cho nên là đi cái xe VinFast này thì nó bật đèn tự động. Cứ để chế độ auto, tôi từ lúc mua ra cứ để chế độ auto cho nó tự bật lúc nào thì nó bật. Thành ra mình không bị quên nữa. Ngày xưa tôi ở đây. Ơi, hôm nay như này là ok đấy. Chứ còn bình thường đến chỗ này nó phải tắc cứng cơ. Đấy, hôm nay lại ngon. Đấy, nhìn người à. Ê, người yêu chưa? Đấy, yêu chưa. Đấy, như này là rất là ok đấy. Chứ bình thường đoạn này là hơi bị
hơi bị đông. Đấy, nhìn từ trên xuống nhá. Đấy, mình đang đi hơi bị ông xe buýt này, ông ấy khiếp quá. Đấy, ông ấy đang chèn mình. Ông ấy lách ở trên cầu, cũng đi ở cái làn của xe máy. Đấy, bọn xe buýt với bọn bố láo nhất. Thật ra thì cũng một phần bố láo, nhưng mà một phần cũng vì đường xá của mình nó khổ quá. Anh em nó lái chắc là cả ngày lái xe, một ngày chắc 4 tiếng rồi, 5 tiếng thì chỉ quải lắm. Đặc biệt vào giờ này, chỗ này là các bố ấy đi kinh lắm. Các bố ấy trên cầu nhá, các bố đi vào làn của xe máy nhá. Xong rồi các bố ấy chèn đầu mình nhá, bố kiểu luôn. Nào, bây giờ là đến nhà tôi rồi, bây giờ mới vào này. Thấy không? Kinh không? Nào, bắt đầu vào này. Vào mới khó. Ok rồi. À, chỉ cho anh em thưởng thức một tí đường Hà Nội thôi. Hôm nay đoạn này là vẫn là ok. Tôi tưởng đoạn này nó phải nhúc nhích nữa cơ. Đoạn này vẫn đi được tốc độ 15 km/h là ngon rồi đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ subscribe kênh nhé. Đặc biệt những người mà thích những cái video vớ vẩn, chứ không phải là video chuyên nghiệp mà làm bởi các YouTuber chuyên nghiệp kiếm tiền đấy nhá, thì subscribe kênh của tôi nhá. Đấy, bây giờ mình phải theo trend. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.